Vâng ạ, cũng như mọi người dân trên khắp cả nước thì đêm cuối của năm cũ thì vô cùng sôi động. Hàng chục nghìn người dân Đà Nẵng đã đổ về trung tâm thành phố và những ai có mặt tại khu vực quảng trường 29 tháng 3 đã chứng kiến giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cực kỳ ấn tượng với chương trình nghệ thuật đặc sắc và lễ hội đếm ngược Countdown Party chào năm mới 2021. Và cũng trong tối qua thì nhiều hoạt động hấp dẫn khác nằm trong lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021 đã diễn ra tại khu vực quảng trường công viên châu Á Asian Park, trở thành điểm đến không thể bỏ qua của người dân và du khách. Các biên tập viên Quảng Gia và Quang Tuấn sẽ cho đến quý vị không khí rộn ràng này. Thưa quý vị, công viên châu Á những ngày cuối năm, mặc dù thời tiết se lạnh kèm theo những cơn mưa phùn, thế nhưng cũng không ngăn được bước chân của rất nhiều người dân và du khách đến với thành phố Đà Nẵng và tận hưởng bầu không khí lễ hội vô cùng sôi động tại đây. Và ngày hôm nay thì Quang Tuấn sẽ có sự hướng dẫn của bạn Lương Vy đến từ trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng. Vy sẽ hướng dẫn Tuấn cũng như là quý vị khán giả sẽ đón những cái hoạt động vô cùng thú vị tại khu vực này. Xin chào Vy. Xin chào anh Quang Tuấn cùng với tất cả quý vị khán giả. Thì hôm nay tụi Vy rất là vui được cùng với anh Quang Tuấn và quý vị, chúng ta sẽ cùng làm một vòng tham quan công viên châu Á để xem là sự kiện lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021 sẽ có những điểm nổi bật gì. Hiện tại thì Thùy Vy và anh Quang Tuấn đang có mặt tại quảng trường Sunwheel của công viên châu Á thành phố Đà Nẵng và chúng ta đang tiến đến khu vực ẩm thực, nơi mà có hơn 27 gian hàng đến từ nhiều thương hiệu ẩm thực khác nhau tại thành phố Đà Nẵng. Thì ở đây thì quý vị có thể thưởng thức rất là nhiều món ăn ngon và đặc biệt đây là lễ hội mì năm 2020. Vì thế quý vị chỉ có thể thưởng thức được những món ăn làm từ sợi mì mà thôi. Và bên cạnh các món ăn ẩm thực địa phương của thành phố Đà Nẵng thì chúng ta còn có thể thưởng thức các món ăn quốc tế đến từ Thái Lan, Hàn Quốc và cả Trung Quốc nữa. Thì quý vị hãy đi một vòng khám phá xem sẽ có những mỹ thực nào đang chờ đón quý vị nha. Chúng ta đang tiến đến không gian trình diễn và trải nghiệm nghề truyền thống. Và ở đây thì quý vị quan khách có thể trải nghiệm cách làm một món bánh tráng Túy Loan đúng chuẩn. Và ở đây có những nghệ nhân của làm bánh tráng Túy Loan sẽ đến và hướng dẫn chúng ta cách làm bánh tráng. Và ngay bây giờ hãy cùng trải nghiệm nhé. Trong những ngày này thì Đà Nẵng trở lại cái không khí rất là đặc biệt, đó là chào năm mới, cho nên là bà con cũng rất hân hoan và thấy cái không khí của nhân dân Đà Nẵng thì cũng rất là phấn khởi. Em thấy rất là rộn ràng và thấy rất là vui, và con người Đà Nẵng thì cũng rất là thân thiện và họ cũng giống như là họ giải tỏa những cái stress trong một năm vừa rồi. Em hy vọng năm mới thì tất cả mọi người đều bình an, hạnh phúc và có cuộc sống thật là vui vẻ. Không khí vô cùng tuyệt vời với nhiều màn trình diễn sôi động đến từ các vũ công, tôi cảm thấy rất ấn tượng. Hy vọng là người dân và du khách của thành phố Đà Nẵng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại lễ hội Đà Nẵng chào năm mới năm 2021. Là một trong những chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, lễ hội đếm ngược Countdown Party chào năm mới 2021 được tổ chức nhằm mang lại không khí vui tươi phấn khởi cho người dân thành phố trước thềm năm mới 2021. Hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về đây để hòa mình với âm thanh, ánh sáng và những màn trình diễn ấn tượng. Tất cả cùng chờ đón năm mới 2021 thật bình an và hạnh phúc. Không khí ở đây như chị thấy là nó rất là náo nhiệt và vui ạ. Ngày hôm nay em được gặp rất nhiều ca sĩ nổi tiếng như là Minh Di, Hoàng Thị Linh này, kiểu Trúc Trân ạ. Em thấy rất là hồi hộp ạ. Cũng sắp tới năm mới ạ. Em hy vọng mà em chúc mọi người năm mới thật tốt, thật nhiều thành công, thật nhiều sức khỏe ạ. Chúc mừng năm mới. Xin gửi lời cảm ơn tới tổng công ty Honda đã tạo điều kiện cho tụi em có một cái buổi đón chào một năm mới rất là náo nhiệt và vui vẻ như thế này. Hôm nay thì em cũng xin gửi lời chúc năm mới thật là hạnh phúc và an lành đến tất cả mọi người đang ở đây và tất cả mọi người trên thế giới nữa. Đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt hơn cả, bởi đây là dịp để mọi người cùng nhau sẻ chia những cảm xúc yêu thương, là dịp để hội tụ với bạn bè, gia đình, người thân trong thời khắc chuyển giao năm mới.
sau một thời gian rất là lâu thì Đà Nẵng mới có thể trở lại được như thế này. Sau những cái trận dịch và những cái trận bão lũ liên tiếp như vậy, em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì đang có những cái sân chơi như thế này diễn ra cho tụi em. Và em mong trong năm 2021 thì Đà Nẵng sẽ ngày một mạnh mẽ hơn và có thể vượt qua được nhiều những cái khó khăn trong năm 2021 để ngày một vươn lên và sẽ có nhiều sân chơi như thế này cho tụi em để xua tan mệt mỏi sau những giờ học. Năm 2020 khép lại và năm mới 2021 chính thức bắt đầu với tất cả mọi người, mang đến niềm tin về những điều tốt đẹp cùng cho hy vọng năm 2021 sẽ gặp thật nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công.